Nó nào làm đoạn nha chung. Này là đặt cái động cơ này của thằng này con của anh Tư mới lại làm. Còn cái vấn đề gì á chung, máy này bị vấn đề gì ạ? Không chạy chứ rồi. Không chạy hả? Đang chạy nó tắt hay là đang chạy nó tắt. Nó tắt rồi giật là không chạy luôn, giật hết nhiêu cái rồi? Qua này mới giật hết. Là vô số cái rồi phải không? thì đem ra nãy mới vừa thân lên đó các bạn, phải coi máy này như cái KF3/4 thì phải à. Có tem luôn rồi các bạn. Đó, KF3/4 đúng luôn đó, đúng hệ luôn đó. Cái này dốc dáng nó thì nó gọn lắm, nhưng mà tại vì vấn đề gắp cái thùng xăng này nè, quá khổ, thành ra nhìn anh thấy ảnh hoành tráng gì đó. Cái thật sự ra có 3/4 các bạn ơi. Nãy giờ để coi là 6 phút. Kiểm tra gì rồi? Là nghi cái nó bị gì? Tại tăng không xuống, có bộ xây dựng mà không nó tăng không ra, khóa tăng hay chứ. Hồi nãy gần gỡ cái buji nó ra nó sao? Lửa. Có lửa hả? Có lửa mà nó ướt hay là nó khô? Khô. Nó khô hả? Nó không có miếng xăng nào luôn hả? Nó xăng tại phá, tại giờ trước nó ngọt rồi còn phá. Khóa lại đó ông ơi, mình gỡ ra bây giờ nè. Bây giờ nhóm cái ống xăng này ra, coi nó có ra xăng hay không. Đừng có quên mà là gỡ không ra, cái lấy cái ống quẹt hơn cái gọi luôn đó nha. Như quỷ Dương Gia Trang luôn đó. À cái này là lúc lắc, cái này lấy ra luôn nè. Bè, nè, lúc lắc cái con này nè. Đó, xăng tao vào vào nữa thấy không. Thì khi một cái động cơ xăng mà mình nó có vấn đề đó các bạn, thứ nhất là dàn hơi nè, áp suất nén nó phải là đủ nè. Đối với động cơ xăng này thì là nó bị áp suất nén có đâu mà lo chỉnh xăng với chỉnh lửa ông ơi, thấy không? Cái hơi có đâu, nó cái loại động cơ là này nè, là cái động cơ nghĩa địa nè, gỡ buji ra chế nhớt vô đi xíu nhớt thôi. Thì nói tiếp là cái động cơ nghĩa địa nè các bạn, thì đa số cái đời trước á, mấy cái đời mà lốc đứng này ha, là nó không có cái càn giảm áp nha, không có cái giống như là cái loại mà Yamaha hay là Honda hoặc là Mitsubishi đó các bạn, thì nó có cái bộ hệ giảm áp. Mình giật chút thôi. Xíu thôi. Mình giật nó nghe sẹt sẹt, nhưng mà khi mà nó vận hành lên đủ tốc độ thì cái càn giảm áp nó sẽ đóng lại. Nên nó hoạt động bình thường. Rồi còn cái động cơ này mà nó không có tua gắt các bạn. Mình nói đúng hơn là không có áp suất nén á, là nó không thể chạy được. Mình không có đổ thừa không đổ được. Cái gắt luôn anh ơi. Cái áp suất nén là cái điều kiện đầu tiên để mình phán đoán cái động cơ nó chạy được hay không. Thứ hai nữa là phải có lửa. Tại vì cái tỷ số nó nén nó cao các bạn. Nó trên 17/1 là cái động cơ dầu ở nha, còn động cơ xăng này á, thì nó có khoảng chừng 11/1 trở lại thôi. Bình nó vậy đó, thành ra nó phải cần có tia lửa, thì nó cần phải có lửa, nhưng mà lửa không thì đâu không có gì để chạy, chắc có cái nhiên liệu và khí ở bên mình xăng con này qua nè. Thôi đi, gỡ đi, gỡ cái thùng xăng trước rồi gỡ nắp lại thì nó mới đốt được cái đó, nó mới nổ và nó mới sinh công, thì cái máy nó mới hoạt động lên được các bạn. Nó đầy đủ ba yếu tố đó đó, đại khái là nó vậy. Nhưng mà đối với động cơ này mình biết là nó bị mất áp suất nén rồi, là có nghĩa là nó bị xì xúc bắp đó các bạn. Khi mà mình muốn xử trí một cái động cơ mà xì xúc bắp hay không á, nếu mà tại nhà nha, cái này mình nói với các bạn là chưa biết thôi, chứ giống như chung thôi à, thì trước tiên mình muốn biết nó xì hay không thì mình gỡ cái bô e dưới cái bô lửa ra, gọi là ống xả ống hút đó, thì mình lấy tay mình bịch lại, mình giật nó có áp suất nén, chứng tỏ là nó đã xì xúc bắp. Và nếu mình bịnh hai cái đường ống xả ống hút mà nó vẫn không có áp suất đó các bạn, thì sẽ mình nghĩ đến việc là nó sẽ bị đổ hơi đường bạc bê tông vì một vấn đề nào đó đó, phải không chung? Cái này là bên giáo viên nha, giáo viên ở trường nhưng mà không có trúng cái hệ này, mình ra hơi bỡ ngỡ thôi. Cái bên chuyên môn là không thua ai đâu nha. Sao lúc này dạy bên gì vậy? Làm phụ trách sinh học của bên trung tâm giáo dục nghề nghiệp dưới huyện mình đó ha. Lương bổng thì sao?
lương nhà nước. Lương nhà nước hả? 10 triệu không? Được vậy. Kệ, cũng có cái chừng nhà nước. Được rồi. Làm cho lấy lệ chứ mấy chục con ruộng mà làm như giải trí vậy thôi hả Trung? Rồi. Thì thôi gán đợi đi, gán đợi đi, nếu mà làm xong rồi lấy về luôn. Cái về họ có người khách khác lại, cái người ta lại người ta này này, cái không có ai ngồi đây là cũng khó làm. Thì mình cũng gán mình tranh thủ mình làm cái này, máy này các bạn ơi, làm cho nó xong cái video này luôn. Các bạn coi chơi. Tại vì các bạn biết cái thằng cái KF á là 3/4 này, đối với cái thời này á thì nó thuộc dạng là nó hơi muốn thành đồ cổ rồi. Chứ cái động cơ này nếu mà cách trước đây là trước năm 2000 các bạn là khoảng trên 20 năm á, thì cái này ở quê mình á, dùng khác thì không biết nha, ở quê mình là thuộc dạng cái máy này là hot luôn đó. Chung chắc không biết rồi hả? Hồi lúc trước nguyên cái dùng này nè, chỉ có bên lò gạch đó, bên anh Dương của anh rồi có một cái chạy ngang xong mình rồi, nhưng mà cái đó là 2.5 HP à, là hai ngựa gửi à. Còn cái này là nó nhỏ hơn cái này nha, mà chạy tới lui trời biết nhiêu người thèm thuồng. Rồi sau đó cái thời gian sau mình mới mua là khoảng 2 năm, là sau đó nửa năm đó mình mua với mấy người kia nó là gộ lên mới xài cái vụ mà động cơ nghĩa địa này nè, là vàng hồi đó là khoảng trên dưới 400 ngàn một chỉ, mà nó là 1.3 triệu đó, tính là mấy chỉ vàng đó. Rồi làm vàng sexy là 300 ngàn, cái vàng này nè, cái vàng đuôi tôm này nè, lên Long Xuyên làm là 300 ngàn, tính cái vàng dưới máy rồi là 4-5 chỉ vàng chứ chơi đâu. Giờ 4-5 chỉ vàng là mua được cái máy ngon lành cực kỳ luôn đó. Tại vì cái thời buổi nào theo thời buổi đó mình cũng quý lắm. Hiện tại mình vẫn còn cái KF 3/4 này các bạn, nhưng mà nó khác hơn là cái nó chạy IC tép đó các bạn, kêu là CD đó. Rồi cái mặt trước này là màu trắng nè. Cái động cơ đó thì sau khi mình làm thợ đó các bạn không có nhu cầu nữa, mình bán ra, mình bán cái động cơ đó đi hết qua 3 đời chủ rồi. Cái đời cuối cùng đó là người ta mua lại cái động cơ GS160 đó các bạn, là Honda 5 ngữ đó. Rồi người ta thấy nó cũ quá người ta chê, mình mua lại, tại vì cái máy là máy kỷ niệm của mình. Mình mua lại cái giá cũng khá khá đó. Rồi mình sửa lại ngon lành nào, làm vàng nào là nó y chang như cũ luôn, nguyên bản luôn. Nhưng mà đưa thằng em trai mình nè, em ruột mình nó đang xài ở trong đó đó. Nhưng mà sau này không bán được các bạn. Cái động cơ đó, động cơ cái đó mình còn bỏ trong chú chính đó. Ông đang chạy lên chạy xuống đó, cái máy đó của mình đó. Hồi đó đâu mua 4-5 chỉ vàng đó, kỷ niệm. Cái F4 có gì bây giờ gặp ảnh là ấn tượng lắm. Là cái video này là để nhớ tới ảnh luôn. Nè cái tem này là tem xịn nha các bạn. Cái gì đó, cứng ngắt mà tem này nhôm luôn nè. Cái chơi này là đồ zin nhiều lắm nè. Chơi đâu. Mà nếu mà cái vấn đề xì xúc bắp này thì mình không có ngại, không có đáng ngại. Tại vì xì xúc bắp thì một trong những vấn đề này, dẫu cho nó hư cái xúc bắp mình vẫn tiện lên được ở tại chỗ này nè. Còn nếu mà nó bị gần điện mới lo, tại vì mấy cái cuộn điện, cục pin hoặc là cục IC tép rồi đó các bạn. Cái này ở đây mình gần như là không còn nữa. Mà có thể là vừa sửa cái máy KF lần này nữa là ở cuối cùng luôn. Giờ số mình giờ gần hết rồi. Thùng xăng này còn xăng nhiều không? Còn nhiều, cứ việc bẻ khóa xăng lại rồi nghiêng qua đi cho nó mau để cúp xăng đồ lâu lắm. Trước đâu có thở, gỡ cái thùng xăng đi cái mình đút ngược lại sao rồi cái rút ra bình thường. Gỡ thùng xăng rồi úp lại ngược lại sao đây coi. Vậy đó, cái gì cũng tắc thì thiếu, nếu mà đúng bài bản quá thì làm cái máy chắc cả ngày luôn. Thì xin nó cũng hai nguyên tắc một chút, tại vì mình ở nông thôn mà. Nông thôn thì cái công việc mình nó cần cái thời gian nó nhanh chóng các bạn. Đây. Rồi giờ mình bỏ cái máy hoài xuống thì mình phụ để làm cho nó mau. Cái này là lính mới, là phải tiếp một tay chứ mấy lính cũ là ba vụ này là làm tà la hết luôn đó. Nhớ nghe, có cái máy quay nghe nè Phúc. Quơ quơ họ làm cái ẩm cái rồi luôn đó. Không biết chắc này là linh nơ ha, là quay, không biết nó quay cái mặt cong vòng luôn.
còn dính ốc nè. Căng ha. Nó dính lại đi. Chờ đâu. Này. Thử đi, nhanh ngắn đây. Nghiêng. Thẳng á. Lửa có không? Hay lửa mạnh không? Thử đi. Chắc mày vậy. Rồi. Chung đây, chung nó không ra đâu. Mấy ông biết ba mớ mới là mới la mới hát được thôi. Rồi. Bảy bảy bảy. Ừ. Rồi ok. Không có vấn đề gì hết. Cả ra, lấy súng rồi. Cho đẻ đi. Lâu lâu mới mới sửa máy cho giáo viên mà sửa cho nông dân không à. Không phá hơi luôn. Này là 13. Một con đó. Mà này có em đây thôi, bác cũng quay giùm đi, tại mình rút kinh nghiệm từ những cái video trước các bạn, nhiều khi quay có mình có tay chân không à, không có mình đầu thiếu tùm lên hết trơn, làm camera man nữa nha. Đó ngồi đó đó, lâu lâu cái không thấy hình thì chấm vô đây gì nè, đã sáng lên nha, cầm mình dàn vô nó không có mỏi ra chung. Ừ. Thì đợi nó đi tiếp cái súng bán ốc đó thì mình ở đây mình dặn đi các bạn. Trời ơi. Lần lần đi. Cứ việc kia tìm đi đã thôi, còn bán vô nữa. Xuống rồi cho là ngồi. Cái gì mà nó hiện đại ghét rồi, nó cũng dở. Hồi đó dặn những nhựa dặn nó súng giết giờ dặn lụm cụm. Chung bốn ốc này nằm chỗ này nha. Cái hồi dặn ngược lại hết rồi, mình sao không vô đó. Cái này là nó quý hơn mấy cái cù le hồi xưa rồi. Nó là cái thế hệ thứ hai à. Thế hệ trước nữa hả? Cà phê ớt nữa. Này cũng thuộc dạng là đời mới đó. Đúng rồi, hồi xưa kêu cái máy là máy đời mới nè. Nghĩa địa là cái tên mình đặt thôi. Cái đời mới là nó mới hơn cái mấy cái cũ. Kêu là máy đời mới đó. Đây, gọi vô cái chung. Qua
Đó, các bạn thấy là tấm ron nè, tấm ron này theo mình thấy là tấm ron zin luôn á các bạn. Zin là sao các bạn? Zin là tấm ron ở trong máy, nó theo máy luôn đó. Từ lúc mà mình lấy cái động cơ về tới giờ, tấm zin cái đặc điểm đó, nó rất là chắc các bạn, gỡ là không bao giờ nó lè cái miếng này nè. Là trừ khi mình làm dán keo gì mình gỡ xúc ra thôi, mà nó dày rồi nó nặng hơn nữa. Mà nhìn tấm con zin là mình biết liền, nó sắc sảo, thẩm mỹ lắm. Con lô thôi nhìn thấy ghê luôn. Thì cái này là nó do xị xúc bắp lửa, là cái cây này nè chung. Cây này nè, thấy không? Mắt thường nhìn đó thấy nó không kín rồi nè. Nó hở mà cũng chưa biết làm sao nó hở vậy chứ về đề gì nữa nè. Thì muốn gỡ được thay xúc bắp này là ra nè các bạn, thì phần phải gỡ cái bình xăng con, là kêu là cái bộ chế khí đó, trong cái thật kêu bộ chế khí, để mình gỡ cái nắp dập của hai cái lò xo này ra nè, thì mình mới lấy được. Bước vào đó đi chung. Dạ chứ là chứ là chú đây năm là lúc này là cái anh này là anh hai nè, lên với ai anh hai? Sao qua nó đi xe mà giờ đi vỏ. Trời ơi, sáng người ta chuẩn bị là người ta đón đường đi bộ mà đi đường này là không được rồi. Như gì nè anh hai, là anh lại sao anh lần tới mới được, tại vì nước xui vô đó anh lại sao đó, cái anh mở cái dây này nè đó, anh bung cái vỏ này ra cái anh lần lên được nha. Thì lâu lâu cũng làm khó dễ nhau chút chứ anh em mà đó. Thì trong khi này dạ cái nó chứ cái vỏ này đâu là tối giờ là anh ơi. Đó thì cái động cơ này là cái máy đê nè các bạn. Máy đê này 2830 gì nè, của cửa hàng này, nằm qua giờ cũng chưa làm xong nữa. Rồi, bữa nay là cái này là cũng thuộc dạng ưu tiên rồi nha. Nhỏ nhỏ này các bạn. Thì cũng như là người ta thường nói đó, là nhỏ là được ưu tiên trước, có nghĩa là như ăn cơm cái gì là cho nít ăn trước đó. Thấy không? Mà chưa biết anh chạy hay không thôi. Ở đâu nữa? Thôi thì mình làm hết khả năng mình đi đó các bạn, rồi cái chạy hay không là do số mạng đi. Nói chung thôi, lỡ nó không chạy là sao? Mình chạy nó ha. Chạy. Nếu bên kia đi xin để mình mở cái vấn đề này. Cái điện này thì hơi gói thì gán để luôn đi. Được vô một công. Quang kia chút, quang kia chút. Cho nó dạng. Lửa này thì khó chê. Lửa mà cái máy mà nghĩa địa mà lượt lửa gì đó là cũng hiếm lắm á. Chứ không phải là cái nào cũng được gì đâu nha. Thường nó cái xìu con này lắc là nghe chát chát mà cái lửa đeo. Rồi cái chữ T là bữa qua mất tiêu hả? Hai bên kia nằm đâu? Rồi sao đi trên xuống đi chú? Dễ hơn. Đây nè, sáng này cho nó dễ. Bộ lửa thì khỏi luôn đi. Căng nha. Nhớ mày đi. Không cách chưa lấy này được không?
Không được thì qua bản đè xúc bắp đi. Tay đè không anh? Lúc mà tôi mới làm nghề thời gian đó là con trai tôi thằng nhỏ thằng Di á, thằng Di giờ nó học đại học đó, nó đè xúc bắp này, nó nói cha để con đè xúc bắp chút bắp chứ giờ là gã phá là lại đây đè xúc bắp là giờ học đại học đó mau không. Đây nè các bạn, này là cái móng gài cái đuôi xúc bắp đó, tại vì cái này nó gài phe ngang chứ không phải là gài như Honda đâu nghe. Đó, thì cũng lên gạt cái gì cũng lên. Yeah, đè này đi, đè đi cái chuyện đó hạ hồi phân giải. Đó, vậy đó các bạn, lấy cái kìm mỏ nhọn mình lấy ra, hoặc là nếu mình lấy cây mình khiều gớt ra cũng được nữa, nhưng mà nó cũng không gớt được dưới này, nó cũng đỡ vậy đó, cái lỗ nó nhỏ hơn cái phe ra mình lấy ra rồi dắt, mà quá trình mình lắp ráp lại thì mình không biết có quay được không, rất gì lắp ráp được thì làm ngược lại với quá trình quy trình tháo dễ. Tại nhiều khi mình xài đồ mới quá đó các bạn, thì mình đồ cũ này mình lãm quên đó. Sẵn bên đây có cái này nó hơi cổ cổ mình quay luôn. Rồi lấy lên. Biên ngắn này. Đợi xíu nghe anh hai. Không có được. Liền mới được. Được liền mới được phải không? Rồi. Rồi cái chìa khóa vỏ này đâu rồi? Sao mở ra? Mình đâu có phá không? Ông phá chà bá kìa, đá sát bến nè, cùng phá. Ông phá nó mượn chứ. Ông phá người ta tự không phải đồ của mình anh hai ơi. Vậy hả? Nè, lạnh nó chặt cái ngắn này nè. Đũa nó là nó ra hà. Cần chung thằng biết nữa. Nè các bạn, khi mà nó cái ngàm nó gài vô đây. Nó ngàm nó gài vô đây nè, khi quá trình nó giật á, thì nó tà chân phía dưới cái lợi này nè. Nó dính là dính ngay chân chỗ này nè. Cái việc này nó hết sức đơn giản là nhiều khi mấy anh để vô học nghề nó ngồi nó vũa hết trơn cái đuôi này luôn. Mà nó không vũa cái ngàm này nè, hoặc là vũa trên. Đó, cái mỏng cái vũa cái mắt tiệt cái xúc bắp khác luôn. Cái vấn đề này nó đơn giản nhưng mà không để ý được cũng được nè. Vũa cái cầu giữa nhẹ qua vậy ra, lấy ra. Dễ dàng. À. Thì bây giờ mình lấy ra mình sẽ coi nó có bị cái gì. Nè các bạn nhìn nè. Đối với cái xúc bắp nữa còn được đó, thì cái miệng đó các bạn thấy không, nó bóng dợn hả? À, thấy không Trung? À, thấy không? Là nó làm kính với nhau đó, là nó bằng kim loại với kim loại. Nó đậy kính lại chứ không có ron không vọng gì đâu nha. Dàn hơi đó, các bạn, dàn hơi mới nổ tại vì nó trong đây là khi mà cái máy nó nổ lên các bạn, nó sẽ phật lửa rồi nó nạ dạ làm giãn nở cái không khí mình trong đây nè, nó mới sinh gọi là sinh công đó, thì nó sẽ đẩy bê tông xuống. Đó là cái một cái chu trình làm việc đại khái là nó như vậy, thành ra nó làm kín lại. Cái vấn đề này hết sức quan trọng nè. À, như cây này là ok nè, chỉ sấy nhẹ lại thôi đó. Còn cái cây này nè mới là vấn đề là chung, thấy không? So với cái kia thì sao? Nó không đều. Nó không đều chứ bị nó xám xịt hết trơn nè. Vấn đề này là mình đoán là khoảng 90% là bị đổi xúc bắp đó các bạn. Đổi xúc bắp là sao, là khe hở nhiệt từ dưới này lên. Lỡ rồi nói luôn. Dưới này nó có khe hở nhiệt nha các bạn. Cái đuôi xúc bắp á, trừ khi những cái động cơ hiện đại nó có tự chỉnh xúc bắp thôi. À, còn được luôn, nó luôn luôn có khe hở. Khe hở này là 0,20 là cái cây hơi, 0,25 là đối với cây lửa. Đó, còn cái bá dầu thì 0,25, 0,30mm đó các bạn. Còn cái bên cái động cơ như là xe gắn máy nó còn khít hơn nữa. Cái đó vấn đề nó không, mình không có bên chuyên môn đó. Mình nói thoáng qua thôi. Tại vì mình làm bên đó dầu, máy xăng thì mình nói vậy thôi. Đó, thành ra cái khe hở nhiệt này nè. Chạy càng chạy thì cái chén này càng sụp xuống. Thấy không? Nó sẽ làm giảm cái khe hở nhiệt này. Càng sụp, nó càng giảm, riết rồi cái nó mất cái khe hở nhiệt luôn. Thì nó khi về chạy nóng thì cái xúc bắp này nó sẽ dài lên. Ví dụ như cái cây này là nó 90mm chạy ra, nó ra là gần 90 lẻ mấy vậy đó. Thì nó đổi cái miệng nắp này lên, nó đóng không kín. Và càng ngày càng nhiều càng nhiều thì biết là nó chống lỏng luôn. Ừ. À.
Dạ vẫn. Khoan nữa hả gì? Nè gõ gà nè Chung. Nè, cái này là cái tăng nổ nè các bạn. Tăng nổ nè. Nén nổ rồi nè, mà nó cái xúc bắp ở trên ở dưới này nó đụng cái đuôi nè các bạn. Mà ở trên ông còn chống lỏng nè, này nhìn mắt thường thấy luôn. Nè thấy không? Đó, thấy không? Đó. Nè, lắc lại luôn. Nhưng thật sự bây giờ á mình muốn chính xác là mình sẽ lăn coi cây này nè các bạn, là mình coi nè, nó khác biệt hơn nhiều nha. Đây. Nè, cây này nè, các bạn đâu có xô được. Tại vì cái khe hở nhiệt nó có. Ở dưới này nó còn hở nè, nhưng mà cái này nó vẫn còn ít nha. Thì cái vấn đề cái máy này là mình sửa mà đảm bảo cho các bạn là 90% chạy rồi đó nha, còn 10% là xui rủi. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô mình mai cái này lại. Mai cái đuôi này bớt rồi mình xách xúc bắp lại là ok liền. Chi mà chưa đủ nữa đó. Ghê không? Vài phút luôn đó. Cái nữa. Thì cái vấn đề mà nó bị chống xúc bắp đó các bạn, mà nó bị cái trường hợp mà như cái máy này nè, cái động cơ này nè. Thì nó mất khe hở nhiệt xúc bắp á. Thì trước khi hư á, nó đã cái máy là nó yếu. Nó chạy nó yếu, nó xịt dữ lắm luôn. Nhưng mà nó chưa đến nỗi chết, tới chừng chết là nó dữ lắm rồi. Hết nổi rồi, có nghĩa là tôi gán tới đây là hết sức rồi đó. Phải anh hai? Rồi máy anh hai còn sức không mà đem đây? Hả? Chắc cũng muốn hết sức nữa chứ gì. Nó còn được, nó biết sao. Ủa mà cái máy nằm đâu? Bỏ kia kìa. Vậy hả? Đâu? Trời ơi, còn nằm dưới chưa lên bến được nữa. Là cà sữa cái máy đen hay là cái máy nằm đó? Máy dầu đó. Là cái máy gỡ đó đó hen. À. Rồi bây giờ gỡ cái gì cái khóa này ra. Lấy khóa hả? Còn lít này làm gì đây? Khóa mấy lỗ này hả? Rồi chưa? Rồi thôi. Cắt cái. Cắt bằng gì? Biết cắt bằng gì? Đem lại cưa máy cắt đi. Biết cắt chưa? Có máy tay hả? Thôi máy tay cắt nguy hiểm ông ơi. Đây nè, anh hai. Ba chìa này nè, gỡ chìa nào gỡ ra được gỡ. Đó, lấy cát lại xấy xúc bắp cái này đi. Cái này là để cát vô đây nè, lấy tay xe là nó khính rồi. Dạ yeah, ha. Làm đi hồi Chung làm cái rồi nghỉ luôn đó, mất việc luôn đó. Ơ à, cát kia kìa. Cát này nè, nó mới mau, cát đó để là xấy mịn được thôi. Coi cái ở ngang hông này là cưa bảy bắt cái cây phải bắt ngang lên, cắt gì cưa lâu đứt này dở lên đây nè, gì nè, rồi khoảng này ha, để sao mà để xéo xẹo qua này, cắt thấp xuống rồi cây mà để như chuyện nó chạy đi chạy lưỡi cưa rồi sao. Rồi bấm nút biết luôn á, dở lên nhả lên rồi bấm xuống. Ừ, ngày em cưa rồi đó, thì đi cưa nguyên bộ cây gì rồi mà. Chuyện này nó quá đơn giản các bạn. Thôi nước qua đi. Đây, cho nó cưa làm gì làm đi. Thì giờ mình lấy cái
cái căn lá xuống mình canh cái số bắp ra cho chính xác các bạn. Đây, cái này là cái thước đo răng của mình nha, chứ không phải căn lá nha các bạn. Đo răng để tiện răng đó, cái này căn lá là cái này nè. Rồi qua bản đi, qua bản đi. Bản đi. Tại vì các bạn biết không, thường thường mình làm với bên nông dân á, thì người ta không có thước tắt, nhưng mà này làm bên kỹ thuật là phải bài bản hết chung. Nói chơi hay chung ơi. Mỗi tay thì dịn xuống, để dưới này được. Mỗi nè. Nè, căn lá này. Đó với căn lá này là thợ kỹ thuật là cũng thua luôn đó các bạn. À, như vậy nè, ông thợ nào mà biết mà không phải 25 với không phải 30 mới sợ đó. Nhưng mình biết nha, nếu nè không phải 1 nè, không phải 15 nè, không phải 20 nè, không phải 25 nè, nó giờ chỉ cần nhớ thứ tự thôi, còn mấy số này nó lem mất hết trơn rồi. 20 năm mà còn gì hơn 20 năm nữa, lúc đi học nghề là đã có cây này rồi đó, nhưng mà giữ tới giờ vẫn còn nha, chỉ có làm số thôi. Đây, năm nay mình sẽ làm 0,25 tới 0,730 đây. Nè, ok nè, cái này vẫn chưa đạt các bạn ơi, cái này vẫn còn cứng nè. Cứng mà vô giữa cây luôn. Đó, được đó các bạn. Khi mình thử con lá hoặc là mình lấy miếng giấy mình thử xúc bắp là sao các bạn? Ví dụ người ta nói đó, là một miếng giấy trắng, một miếng giấy vàng, thì cái trường hợp đó các bạn là để cái cây xúc bắp vô mà mình kéo nó suýt trượt nha các bạn. Để gì nè, cái mình kéo nó trượt nhẹ, trượt nhẹ nha. Nhiều khi ta để miếng giấy vàng đè xuống cứ ngắt cái không tính, đúng không? Đó, làm là phải kéo là xúc trượt có nghĩa là trượt nhẹ nhẹ ra, có nghĩa là nó có sức va chạm nhẹ, à, gọi là xúc trượt đó. Cái gì mình nói chuyện với các bạn thì giống như cái người mà mới biết nói với chuyện với người chưa biết thì dễ hơn, còn nói với mấy anh thợ kỹ thuật á, tại mấy anh cao tài quá ra nói thì nhiều khi cái nó không có chạm với nhau, không có nhầm nhau đó. Mà khổ nổi là mình là những cái anh thợ giỏi lại ít chịu chia sẻ với ai hết, cũng có cái điều đó đó các bạn. Còn mình đến với các bạn là coi như là như những người bạn mà đồng cảnh ngộ đi, nói chuyện nhau nó dễ dàng hơn. Rồi mình làm cái gì làm á thì đương nhiên phải có những cái gì nó là sai sót, nhưng mà cái sai của mình là cũng như cái sườn bài đó các bạn, để những người khác góp ý để xây dựng cho nó tốt lên. Chứ bây giờ cứ im hoài không nói, không có cái đề tài gì để nói chuyện kia rồi bọn nó lãng quên luôn hết chung. Tay ngón tay này với tay này thôi, thấy còn mạnh hơn dít nữa đó. Cái này chưa phải không? Đứng nhất rồi, đứng nhất ở đây. Cái gì cho thấy cái này là các bạn thấy là chút xíu chưa? 5-7 bỏ xúc bắp nữa là chuyện bình thường. À, nên hai lần lên đi cho để nó kéo lên anh hai. Ánh sáng hay gì chứ. Này đáng lẽ là đi cho thằng đệ này nó làm các bạn, nhưng mà nó mới quá làm này nó lâu. Rồi giờ đông người nữa. Còn chỉ thì có thời gian rảnh rỗi rồi mình mới hướng dẫn nó dễ được. Nó cụ thể. Còn nhiều mới chú nó yếu quá. Đây nó vô còn gì không. Lấy gì khác đi, gì khác đi. Ở nhà lỡ rớt cái tẩm không ai nói là đây thợ cẩu rớt cái nó thợ thế này thế nọ nữa. Anh hai. Khổ lắm. Còn
ở nhà làm có quyền làm chặt đó, cũng như là học trò vậy phải không, học trò mà làm chặt được, mà thầy làm chặt cái nó nói trời ơi, thầy mà làm chặt có bị chưa chung? Cũng có bị áp lực lắm, làm thầy chung sướng gì đâu, mà phải giữ kẻ rồi lắm. Mà dạy nghề thì mấy thằng mấy học nghề nó lớn tuổi không phải không, trường lao động nông thôn thì khi nó học trò nó lớn tuổi hơn thầy nữa. Nhưng mà trước giờ là mình nhận lính là lính nhỏ tuổi hơn mình không nghe các bạn, tại cái tật mình nó hơi nóng, mình lỡ rồi mà thằng đệ tử mình nó lớn hơn mình la nó cái thấy kỳ, lính nhỏ hơn tuổi không hà, kể cả thằng này cũng 29 tuổi hà, nhỏ hơn con Giáp lận. Còn ở trường thì đâu có ha, thằng nào vô học là học ha chung. Rồi. À, có sự khác biệt nha, nhưng mà vẫn còn cái lém này nè, cái nữa chung rồi. Gấp gì gấp nha, nhưng mà không phải đảm bảo yêu cầu chứ, đi gấp mà gỡ ra chạy bữa đem qua nữa đâu lấy tiền được nữa hết chung. À, cho cái gì đó sao quán thêm quận nó để cho về nhà ông ấy lên phúc vậy đó, chưa đến nỗi. Bây giờ mình kỹ á, là mình cuộn cái dây thêm sau bánh chớn đi, cứ chuyện cái dây đó, cứ cẩu dây đó đi rồi cẩu thêm cái dây sau bánh chớn á, bánh đà á, nó có cái lỗ đó đây nè, cái lấy cái sợi dây dài mình cẩu thêm, còn dây đó cái dây gánh khi mà ở đây mình cắt thì ông hai ông nói gì chứ về nhà ông buồn, ông nói trời cái dây tao gì xuống dưới nó cắt biết chưa à. Cũng phải móc vô cây cu go nha, quan hoa nhiều quận móc vô. Thì nói cho mình làm cho mình nghĩ cũng cái cảm giác của cái người mà chủ cho các bạn thấy không, cũng như mấy ông bắt cầu đó, cầu cái lại ta cắt dây rụp cái có ông bác đó, ông bác sở hữu á, ông nói trời ơi cái đó là cũng mua bằng tiền đó con ơi, nghe cái nói cái màn kia nó chạm tới trái tim cái gì nó ngừng lại. Chứ thường thường mấy ông bắt cầu nó hổ lắm, giờ nói cho gắt bắt mày vô đi, công việc chính nãy giờ đi vòng vòng hoài. Thấy sao chung? Thấy nó sáng lên. Được chưa? Được chưa? Em thấy nó sáng lên mình thấy được. À mà thấy nó ngọt gì là nhắm nó kính chưa? Kính rồi đó. Chạy chưa? Vậy là cái này là chủ máy là nhận định là nói được rồi nha các bạn, mình thấy mình hỏi gì chứ không phải là đơn giản các bạn, nhiều khi mà nó không chạy là mình đổ thừa từ lưa luôn đó. Mà nói chơi chung là như vậy là được rồi đó, để giờ là có thể là chú ốc là ngược lắm, là ngược lắm nhỏ à rồi. Nhưng mà không không thể là không thử lại nha các bạn, tại vì cái này nè, khi mình sấy nãy giờ nó đã xuống hình khúc rồi. Không nói xuống hình khúc rồi đó. Bây giờ nếu mình không thử lại là coi chừng nó đổi xúc bắp. Đây. Thử cần lá lại. Cái này thì khỏi đi, cái này sấy không có nhiêu cho. Cái này nè. Nó dẫn xuống rồi các bạn, thích là liền á, thấy nãy rồi xuống nhiều. Dạ. Thử ra. Nó phát phát phải không? Nó phát phát phát. Rồi mơ mốt coi được thì mở tiệm sát luôn nha, xong cạnh tranh với mình luôn. Nó cho phè nhà mình không các bạn, nói chuyện nó chơi là vô tư luôn. Anh Tư giúp chị. Anh Tư là cha của thằng Trung nè, ổng còn vui tính
gặp ổng là nói chuyện là không cười không được đó ông Tư á. Thì xong rồi giờ mình lắp lại là cho lắp cho các bạn coi luôn. Chừng nào anh vô luôn đi phút để đó. Lấy liền luôn nào làm được trước mình làm tại vì khi nó không gấp không có cái dạng xi si của cái máy kia cũng gấp đó chưa làm được. Gần 3 năm mà chưa có đụng tới cái máy này. Cái máy không lại gấp gấp thôi mà không có lạnh chỉ lạnh mấy cái máy Honda rồi nó thông dụng đồ chung anh. Mấy ngày giờ nó dụng đồ cái mình đi nhiều khi mình gửi cái máy người ta tình bành không mà phải mua đồ không có đi mua có cán mình thì cán giải quyết cái đâu hay tới đó. Nếu mà thật sự mình nhớ cái máy nó trục chặt của thằng IC hay là lửa bọng rồi mất chung đi mua nó không có thời gian đi. Này thì ông ghé qua lận qua dắt cho cái củ gừng đó đem trên cái vườn rau củ gừng anh và chồng trên nóc nhà mới coi chừng chồng. Chồng nó chứ hồi hộp nó chết sao anh hai nó là khoảng từ tháng 11 tới tháng chạp mới lên mấy gừng già cỡ này gừng nó sợ hay non nó không cái gì cũng có bảo hành trên hai ơi thì cỡ đó nó mới không có ý anh nó làm qua anh chơi trơn củ rồi chồng chết rồi mới vót phải đưa hai củ khác chứ phải không. Đó đó, anh nói trên hai mình chị không đó các bạn cho dư không hỏng cho thiếu rồi, cái đó, này mấy nó bán thì về rồi hai cái xe gầy đuôi nè các bạn. Nói chứ làm cái vụ này lâu quá cũng lộng cộng nữa nè. Này thì chơi hết mình luôn nè. Chứ nó mòn máy à, biểu mà chạy bữa đem kiểm tra có kiểm cung mẹ gì đem về để đốt vô mương nó chạy tới giờ nghe. Đó vậy giờ hư phá rồi. Giờ nghe kêu cục cục. Này chi nãy giờ không dám la. Thế nó chạy im thì để mẹ cho nó ấy lần hâu mà ấy rồi. Đặng nắp rồi lại không đâu, dứt luôn. Nói chơi này hư cái khác anh hai. Đâu rồi? Cái này chắc ăn là cái tôi sợ là cái bạc đạn đó là cặp bạc đạn đó. Không biết kiểu đó. Nó tới hồi nó không kêu. Cái kêu không hả? Cái gì kêu bạc cây hả anh hai? Đâu có. Không dây mà làm sao bạc cây kêu. Đang nghe trên cái máy. Tao mất tiêu hết cái nãy nó ghét đâu chung. Ừ. À, hai anh lấy dấu nè. Cái gì mình sửa máy mà hai ba người đỡ lắm. Mình đổ thừa nhau tùm lum hết trơn à. Còn à, mình cái không biết đổ thừa ai. Anh hai đè tay đè đây giùm cái coi. Thôi mày coi này lỗi kìa. Tổng cộng quá có anh hai cái gung. Thêm người vào nữa cái gung tay. Gung gung. Đây. Ngồi dựng luôn đi. Các bạn nếu mà muốn biết áp suất của cái lít tâm nó còn được không các bạn, lỗ nhỏ nhỏ lấy tay rồi bệnh vô. Lắc xuống cái rồi. Nó cứ ngắt cái cái hơi này còn êm lắm. Nói cho dữ ngồi không chạy, nói sao với chị cử nữa. À, thì bắt rồi chưa, bắt nền rồi chưa rồi. Bắt nền chưa thì rồi thì nhảy qua gắp cái máy này đi, bắt dặn vô luôn đi.
Cắm vô luôn cái vậy. Ừ. Bị cái nắp đi. Nắp không? Ra để là mở lên. Cái đó hả? Thả miếng đi. Có làm cái mở đâu không tiêu thì mở lại. Có chiều đó nghe bố. Hôm nay là giải quyết máy liền liền không đó. Đây nè các bạn, khi mà bất cứ cái nắp cái lỗ mũi thông hơi nào đó, đó thì ở dưới này nè, ở dưới này nó có hai cái lỗ lên nè các bạn. Dưới này nó có hai lỗ lên nè. Cái lỗ hơi lên á thì cái miếng chản dừng này nó cản nè. Đồng thời nó có hai cái lỗ đó các bạn, hai cái lỗ về vô đây cái nắp hơi này nó có hai lỗ về. Đó, để cho nhớt nó vô đây nó gõ về cái lốc máy nha. Đó dưới cái động cơ dầu cũng vậy, cái nắp hông rồi hai cái lỗ nhớt ở phía dưới đó, hoặc ba lỗ là nó về phía dưới hết trơn nha. Các bạn gắn ngược cái là nó chứa nhớt hoặc nó ọc ra luôn. Đó, này bị hoài nè, khi cái máy người ta ngon lành đó. Cái bài này không anh? Ừ. Nó không ái lạnh gì. Người ta ngon lành cái đầu gỡ gắn ngược cái nắp này nè, cái nhớt này ọc ra lỗ mũi nó máy đổ hơi, sửa người ta lại banh chành hết trơn luôn. Đó có anh hai gì nè, phải không hả lại? Gắn lên thì nó chạy ra là có 100 nó dính hết ở trong nó chứ không hết. Hết luôn anh hai. Đó với máy dầu là anh chạy hết nhất luôn đó. Nó ra hoài luôn đó, chứ không chơi đâu nha. Nó mày dầu ừ, nó với cái động cơ mà D6 hay gì đó nha, anh chạy hết trơn luôn đó, chứ không ra nó lưng nó không ra đâu nha. Tại nó cứ việc nó ra liên tục. Thổi bị hơi nó thổi ra mà. Nó chứa vô đó là nhiêu anh thổi ra hết trơn luôn á. Nói về nó lo nói không nãy giờ gắn không biết đúng không. Khổ lắm. Tôi bữa nói rồi gắn cái heo dầu quá thì ra ngoài luôn. Trời ơi. Dùng tay rồi. Dùng tay đi đi. Má cho mấy người nhỏ nhỏ tuổi hơn mình không có ngán, mấy ông lớn lớn này. Ừ, ông nghiệm nghiệm họ, ông nói câu cái mình không biết được trả lời. Có chữ tê dạng mau lắm mà không biết bỏ không tiêu rồi. Thắng chung nãy kêu dặn để ý hơn đó đó. Lúc nào im chút thì im nha, không biết là phản bác liền. Máy này là máy mới là không cho xiết nha các bạn, không phải gì nó bị sẹo ha. Máy này nè, dở ơi lỡ cái nắp thì nó mỏng dánh, cái xiết nhẹ thì ống xì mà xiết mạnh thì ống tuôn. Cái ép này nè, nắp này quá cỡ nó mỏng vậy thì nó dở nhiệt tốt thiệt nha. Để quá tốt. Xăng này chắc không có vấn đề gì, thôi ngươi quay người ta đổ cho nó xăng ra cái rồi có nước gì thôi. Thường cái máy mà nó có một cái bệnh đó là mình nhả lo các bạn, bệnh nặng á. Còn thứ mình nó hơi sổ mũi rồi cái mình không biết bệnh nào. Cái này nó cái bệnh kia nó quá nặng rồi, chắc chắn hết 90% là bị mất hơi không chạy rồi. Máy đang chạy mà.
Còn đối với cái máy cũ các bạn gửi ra là phải kiểm tra tè lé cho luôn. Đó. Rồi chặn ốc vô rồi tất cả đầy đủ hết cho chạy. Mình sẽ phải giải quyết một số vấn đề này nữa các bạn. Rồi anh hai xả nước đi anh hai. Xả nước máy rồi ra mở đi. Ở dưới khiên lên cũng không biết không xả nữa ta. Hai này anh làm như có sức lắm hay gì không biết nữa. Mình có khiên máy nhỏ khiên không hả? Dạ này. Ông có mấy lính xiên lắm. Hai này ông có phước nè, có thằng ghế mà nó giỏi lắm. Nó lo cho ông dữ lắm luôn. Sếp đâu có nhà, nhà đâu. Dạ. Đây nè anh. Chặn ra luôn đi. Mượn Vũ nó. Nó có sáng vậy em ở đây sửa máy mà đâu. Đâu Vũ ở ngoài chính. Vậy hả? Đúng. Đúng này. Thì anh hai này mình đi lại trước mình coi số độ các bạn là giải quyết cái này, cái vụ này đó, có ai mà đem đồ lại cái bỏ đi nữa kìa. Nghiên cứu là cái cối xe cá này nữa các bạn, này đấu vô đây đấu liền tà le cho nè các bạn. Cái này ta có lắc léo để ta nó tránh cái mà bẻ rồi à, giờ hàng gãy tùm lum cho giờ gãy trơn nữa nè. Ông này nè, mấy ông này chế đồ không hiểu nổi luôn. Đó. Xong rồi các bạn, tiêu ra, này chế này lại nữa nè. Có thì này thì cá mắm rồi trong này không mà nó hôi lắm. Cũng ráng làm luôn. Tại vì các vấn đề này các bạn, nếu mà mình không làm là không ít có ai làm lắm. Theo lại mấy cái tiệm lớn lớn là ta ngại lắm, ta không làm, nó không có nhiêu tiền đó. Còn mình ở không là mình làm lát hết. Còn này đồ này cũng đồ lớn nè. Này là cái bô A của chiếc xe cuốc Solar 05 nè các bạn, cái bô. Này của bên công trình nè, đem lại. Nãy phớt ngang là biết cái bô cái máy đó rồi. Cái này vấn đề là chắc hàng cái lỗ này gì. Này nè các bạn nhìn nè. Cái bô này là nó đã chế lại nè các bạn. Chế lại là chứ cái này đúng ra là nó co thông ngược lại dưới nữa. Đâu có đường ống dưới lên cho đây mới tắt lên đây. Bô này là quá cũ rồi, nó nghẹt nè. Nên đưa vô trong cho các bạn coi luôn nha. Chắc này cái camera nó nằm ở phía trong cái bô lửa của cái xe cuốc nè các bạn. Cái cuốc hàng quốc nè, đó. Bây giờ lấy từ từ ra nè. Các bạn coi luôn, chơi. Đã lạ mắt rồi chứ. Này, vấn đề hôm nay khắc phục lại nhiều ra cắt miếng toàn cho lớn nó chừng 2 gang tay của mình úp tròn cái này rồi xong ok liền không có gì. Còn cái lốc máy này là ba tê này nè, ba tê này là cảnh là phải móc lốc rồi gáp cái máy này nè, rồi làm cái chuyện chỉnh cò này cho cái anh bạn nào comment mấy lần nè, chỉnh cò cái máy ba tê này nè. À, mình từ từ mình sẽ làm luôn. Còn cái dàn này là nó đáng lẽ mình giao máy xong các bạn, nhưng mà cái này là nó bị phần lửa rồi. Cái dàn xong rồi nhưng mà cái IC test nó chết rồi. Là đang đi mua con IC để lắp vô cái động cơ này nè. Mitsubishi 510 đó, cho nó hoạt động lại các bạn. Cái này để lâu quá. Lửa tự nhiên chết. Cái vấn đề điện bên cái động cơ xăng đó các bạn thì mình không có thể nói là mình xài nó hư nha, lâu nó mình tưởng tượng nó như cái cassette này nè, lâu mình không xài là nó hư, nó chết, nó chảy, nó vạch ni rồi cháu các bạn hư rồi. Bây giờ mình đi vòng vòng chút xíu thì để nó đã lắp cái bộ áo bình xăng vô rồi, cái cần giống như ban đầu rồi đó chung ha. Mà con không biết có tốt hơn hay không thì cũng chưa biết nha. Cũng hy vọng nó nổ. Hồi hợp quá chung rồi. lâu mới sửa đầu cổ. Này thì cái anh chủ máy đi sáo thì anh cũng làm thợ luôn. Các bạn có tưởng tượng là có khi là 4-5 người khách là lại gáp 4-5 cái máy luôn đó. Mà nay nó gáp luôn đó chung. Lại quá trời gáp đó, ngay mùa đó làm đâu kịp đâu. Còn mình chỉ làm đồ thôi, mình lấy đồ ra cái này. Hết trơn, bắt đầu mấy ổng, mọi ông ngồi khum gấp chạy lấy đồ nghề là thấy cừ lắm, bên đây chạy qua bên kia, vui lắm. Thì máy nó nhiều khi nó cũng có cái gì đó để cho mình có tinh thần mình làm các bạn. Nhưng mà cái người mà sử dụng máy đó các bạn, mà gấp cái máy mà để người ta tự chạy được đó, người ta vui còn hơn mình đó.
nó bởi vì nghề nghiệp giúp mình không còn nhiều chân chân chỉ chân còn gì nữa hả Trung, ví dụ mình có 5 đồng mình cho 5 đồng mình cho hai này là 1 đồng nè, để này 1 đồng nè, Trung đồng thì mình còn 2 đồng rồi, nếu mà hai người nữa mình đưa cái hết chân luôn á, phải không Trung? Mất nghề nó chết ở đây thì là mình nói vậy các bạn, nhiều khi mình chia sẻ gì đó, nhiều khi mình đồ mình còn nhiều hơn nữa chứ không phải vậy đâu nha. Tại vì cái vấn đề mà khách đó các bạn, ví dụ mình hôm nay mình làm cho anh hai anh chạy được ha, cái anh vui vui cái anh uống cà phê anh gặp bạn anh chỉ lại mai mốt bạn ảnh lại đây cái chỉ một rễ ở ngoài á, biết là đông khách các bạn thấy không. Tiệm mình là đa số là làm từng khoảng một tuần mới lấy không à, bữa nay là phá lệ nha, bữa nay phá lệ là làm cái máy chung này trước nè, mới đem lại là làm liền luôn đó. Rồi tới cái máy anh hai này nè, nhưng mà cái anh hai này thì mình không có, chắc có thể là không làm liền rồi. Mình trước tiên là mình lên mình bung cái máy này ra ha, cái đó dưới cái máy anh hai nè, bung ra hết trơn cái mình để đó. Tại giấc này mình không nói là ảnh là không làm liền được, ảnh trở về anh đi tiệm khác, giờ mình gỡ ra một đống ra mình bỏ đó. Rồi giấc đó anh hết biết đường rồi. Dạ. Trời anh hai trừ nha, bữa nay á anh sẽ thấy đàn em cho anh thấy cảnh lâm chung luôn này. Muốn hết pin hay gì rồi? À, giờ hết pin rồi các bạn, vô thay pin đó hả? Làm tiếp. Đó, sau khi mình thay cục pin xong á thì anh hai anh dặn xong mấy con ốc này hết các bạn, nó bù lon đó, ở quê mình nó ốc biết quen à. Để thử gắn cái ống xăng này vô, cái này là kiếm sợi dây buộc lại nghe Chung, cái này nè buộc đây chồng vô đây đại đi, cái này nó dễ xúc lắm à. Khi đang chạy xúc cái hết trơn cái bình xăng luôn đó, máy nó chạy nó rung á. Cái này gắn cái dây pin vô hả, cái này thì cầm chung vậy nè. Vô đây cái gì chứ, cái gì nó bỡ ngỡ các bạn. Xài máy Honda thì đâu có vụ này phải không, ở nhà xài máy Honda thì Yokohama gì không nè, này là xưa rồi. Cái này là không biết nè các bạn, cái dây này đang cho nó trúng cái tim trong á, nó lấy điện ở trong giữa này nè, nếu không bóp này vô cái chảy gió lửa đây nè, cái mất lửa nó chảy yếu xìu nữa. Con này đưa vô đây làm hòa chành bành của người ta luôn nè các bạn. Nếu trường hợp nó cứng hơn á thì tham mới nhớ cái đây ụt vô cái rồi hả, dễ ạ. Xong chặn liền có thử gì mà khỏi anh này hả, thử cái đi, làm gì cũng phải thử. Biết đâu nãy giờ ông hai ông buồn, ông buồn ông gác ông rứt rồi cộng dây mình chết luôn á. Đó đưa giờ gần chung à, các bạn thấy không, đó gì là nó cũng ngon rồi đó, nhưng bộ xi này thì nó không đều nha, xi này không đều chung rồi. Chứ có không chứ hết trong này. Chứ khi nãy nhảy lửa tè la chân, lên trên trại lấy cái buji để chữ ngắn. Ngang máy tiện nhìn lên phía trên đó, lấy cái bờ vàng vàng đó. Nó tập luôn chung anh. Nó nhảy nó phải tập trung mới được. Lửa thì cái tia lửa của cái cục pin thì nó ngon lắm rồi đó. Cái động cơ này là chạy giúp lửa nha, chứ không phải là CBC hay là CD gì hết. Tại vì thường thường mình thấy cái loại mà KF này các bạn, nó như CD, cái cục CDI đã nằm phía bên hông này nè, hoặc là nằm ở trong cái mặt nạ này nè. Cái này không có ốc dẫn nè, thì thường thường là nó vậy đó, cũng chưa chắc chắn lắm nha, nhiều khi ông giấu kính không mình không thấy. Nhưng mà cái này 80% là trợ giúp lửa thì hơi rồi thì cũng đảm bảo hết. Rồi, đứng này không biết đường rồi. Ở trên phía tay trái, tay trái nhìn lên, vàng đó để chữ buji dài, vàng đó để chữ ngắn á, là buji chân lỡ đó, thấy không? Phía bên kia cái cột á thì cái buji này các bạn, buji này là nó cũng có ba cỡ nha. Thứ nhất là buji chân dài là để chạy cho mấy cái máy Honda GX nữa các bạn, rồi Mitsu thì nó có loại chân dài chân ngắn nha, không phải là chân dài không nha. Đó, rồi cái loại máy đời mới nè bạn, nghĩa địa này thì nó xài chân lỡ, đa số là chân lỡ nha, chứ không phải là tuyệt đối.
đó. Rồi cuối cùng cái chân ngắn không có nhiêu đây nè Trung. Nó là ông xài cho cái máy cooler. Cooler nó có đợi chân ngắn á, còn máy nghĩa địa đời mới thì đa số là chân lỡ không. Đây là chân lỡ nè. Cái còn cái vấn đề mà buji nó chết hay không á các bạn thì mình không thể nói được, thì cái buji mua về thì nó chạy chút xíu nó chết. Ở trong này nó có xứ nó cắt điện từ đây đây nè. Mình chạy khi mình chạy nhiệt độ nó lên á thì ổng nứt xứ ở đây nè, ổng nhảy lửa tắt ngang là ổng chết buji. Chứ chứ không phải là cái gì sâu xa hết. Nó nhảy cục xứ là trên đây nè, dưới này nè. Các bạn thấy nè, dưới này nè. Nó sẽ liền lên tới trên này mà yêu cầu nó nứt ngang giữa. Rồi cái độ ẩm của cái buji đó là nó chạy lửa tắt ngang là kêu là chết buji. Nó thì thành ra mình xài cái buji là phải mua là hàng chính hãng, hàng tốt. Như ở Long Xuyên thì có tiệm chú Tiến là bán thôi, và buji là GK thật chuẩn luôn á. Không lo thay mặt xong. Những này là không biết được lấy. Hết chưa? Không kiềm gì, nó ghi chữ ngắn mà nó ghi chữ lỡ thì cũng đúng á, mình nói sai. Đó, thấy không Trung, nhảy con chỗ một thấy không, nó giật nó sẽ nhảy thôi, nó thấy không, nó sẽ lại chơi cây chơi cây. Hai trò chơi hoài. Thì buji thì thường thường nó cái cỡ lớn này của các loại thông thường này các bạn thì nó là 21 nhỏ hơn là 19 thì nhỏ hơn nữa là 16 rồi 14 nữa. Còn mấy cái loại mà như cái máy mà chạy hai nhiên liệu của mình nó tới là 24 rồi, buji cực đại. Mình hiểu không hết, chỉ nói chung chung thôi. Đó, bây giờ trước khi mình về giật máy thì phải là bụm cái qua đây chụp là thường, mình truyền thống mình nha bạn, là hồi thời B9 rồi đó, là thời Lăng Tông hoặc là Quýt Tân Sinh rồi đó ha, là trước khi mà thì muốn giật cái máy đó các bạn thì bệnh cái boe lại tắt đèn nó còn đây nữa đó, đã lắc gì đó cho nó lên xăng dạ. Mà nãy giờ lộn không biết ông có qua xăng chưa nữa, mở khóa chưa rồi phải không, thì lên ga đóng nghe gió lại coi. Đấy rồi. Các bạn ví dụ như cái máy xăng mình mới giật lên là mình được cái chỉnh liền, nhiều khi thấy có một số người á giật máy xăng lên cái ngồi chỉnh liền này liền đó, thì nó cái máy nó chưa có hoạt động, nhớt nhau rồi chưa lên tất cả các bộ phận nó hoạt động chưa có đồng bộ đó, các bạn ngồi chỉnh cực lắm, thay vì giật cái máy lên rồi mình chạy cho nó chạy chút xíu đi. Còn nói với khi mà các bạn làm máy á, làm máy thì khi mà các bạn cho nó chạy lên thì chỉnh tương đối, mình chạy trong khoảng chừng nửa giờ đi, còn nó gấp hơn là khoảng 15 phút mình hả ngồi mình chỉnh, nhiều khi đang chạy nhớt cao lên khói nó phật tùm lum hết trơn rồi ngồi đó mà chỉnh nó cực chứ không gì, thì chỉnh được thì vẫn tốt đó, nhưng mình thường thường á mình cứ cho máy chạy lên mình để cho nó chạy hồi đi rồi đó, thì mình mới làm chuyện khác xong mình trở lại mình chỉnh cái máy này đó, thì nãy giờ cho nó chạy ra lớn nên là chạy ra lớn nè không, thì nghĩ là cũng không phải là gì là lúc hở á các bạn nó đổi xúc lắp á thành ra chạy ra nhỏ không có được. Nó tắt cái bây giờ thấy chừng ổng chạy được, bây giờ ổng chạy quá trời chạy luôn rồi, giờ chỉnh nhỏ lại không hay là khỏi chỉnh cho nó chạy anti cái gì được nhiêu được ha rồi. Chứ mình sang này thì thấy cái trụ ga nó cũng hơi lắc nè, chỉnh được nhiêu được chứ không có chưa biết nó được nhiêu. À, giờ tiếp tục dựng lên lại loại KF là phải ống đóng nghe gió mới dễ chạy các bạn, khép chứ không phải đóng rồi. Anh coi anh ra lên bước chứ đi chụp tao kiểu gì chưa sao sao toàn cảnh luôn nha. Rồi
mình muốn kiểm tra lại một lần nữa để thời lửa coi biết lửa nó mạnh hay không các bạn. Thì thường thường á, theo cái ý kiến cá nhân mình á, khi mà các bạn mà cái máy đang chạy đó tắt, mình đóng cái bướm gió lại, có nghĩa là đóng giờ e lại đó các bạn, nó tắt cho đầu mở lên lại mình giật nó chạy được là chứng tỏ là lửa nó còn đủ lửa đây. Đâu thử rồi giống như là củi mình đưa nhiều nhưng mà cái lửa nó mạnh đó thì thân thật lên được các bạn. Còn nếu mà trường hợp mà cái lửa mà các bạn nó nhanh nhanh nó yếu yếu đó ha, rồi các bạn đóng lại e lại một cái ha, nó bị ngợp xăng giật lộn bóng luôn đó, không chạy đó, thì cái máy này đối với cái động cơ xăng cái vấn đề lửa hết sức là quan trọng, có thể là quan trọng hơn xăng nữa đó. Nó chạy ra nhỏ được hay không là thứ nhất là dàn hơi nè, thứ hai là dàn lửa, thứ ba là xăng. Nhưng mà vấn đề lửa là nó cũng thuộc dạng là tối quan trọng đó, chứ nếu mình xăng ngon cỡ nào ngon mà lửa nó mà nó thiếu mà đưa sát vô gì nào nó chạy mà lửa nó nhảy chùm chùm đỏ đỏ đó các bạn, trời chỉnh trần thân luôn, không thể nào chỉnh được đâu, rồi thiết ra nhỏ là không chạy nữa. Rồi cái đó với động cơ này thì lửa nó ngon lắm chung rồi. Rồi mình khắc phục vậy là đúng bình rồi đó. Sáng giờ nói chứ quay cái video này cũng rất là lo các bạn, sợ mình nói được mình làm không được đó, nhưng mà cũng may mắn gặp anh hai thì nhờ bữa nay hết à. Anh hai mà đó giờ làm với anh hai là không hề trục chặt nha, là anh hai là làm đâu được đó đó, không nãy số ông sao đó hên sao đó. Anh hai là anh hai liền, có nghĩa làm gì hư rồi cũng liền là hết trơn đó. Đó rồi thì đưa máy xuống đi chung anh xong rồi đó, rồi vấn đề nhớt nhau rồi kiểm tra nha, không là chưa kiểm tra nha chung nó sai sẵn xong luôn chưa. Máy này ngon nha, cái nắp nhớt này là còn zin luôn nha các bạn. Đó. Dư nhớt luôn nè, không sao, dư chút đỉnh không sao. Nó có thể hơi nặng máy một chút, nhưng mà ủng hộ hư dư nhớt hơn là hụt nhớt nha các bạn. Hụt nhớt là gò đi luôn đó. Nhớ về buộc này lại nha chung anh. Kiếm cái dây gì buộc xéo đại vô đây, mình phòng hờ nó xúc á, cái này xúc được là xúc hoài luôn đó. Đó, rồi đưa em xuống. Xong. Tiếp tục. Chung về cái ông hai ông là ông bắt làm mấy ông rồi. Này 40 rồi, hay là 50 50 hả chung? 50. 50 đó. 50. Nó cũ cũ vậy đó các bạn, mà bỏ cái vỏ nó bền lắm. Nghĩa là người ta ít dòm ngó, còn cái máy đẹp quá là nó không bền. Đâu khi là thấy ông đó đó. Ừ. Được không? Dạ luôn. Trời ơi, ngon lành. Ừ. À, chạy ngay ra đường. Rồi giờ mình giờ sửa quay quảng cáo gì vậy? Khỏi lấy tiền nữa. Không, vậy là bữa nay mình không có quay máy anh hai nha các bạn. Nếu mình quay cái máy anh hai nói là quay phim là không có lấy tiền. Mà bữa nay anh hai bạc đạn là vấn đề nó cũng khá nguy hiểm đó. Đó, thành ra không có quên cái vụ đó được. Ngưng các bạn ơi, tạm biệt các bạn nha. Nếu mà thấy kênh mình vui vui thì đăng ký kênh ủng hộ nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.